Here lie Pluck and Karlach Cliffgate. Karlach. My parents. Hi, Mum. Hi, Dad. Cần hóa giải curse mọi người. Hóa giải curse khéo lại cũng ăn đam trước khi hóa giải kịp. Oi, citizen, get me out of here. They're supposed to be locked up, not me. Get me out. Have you no ears, or are you just thick? Free me. You gaze upon murder's progeny, child. Before you is Sarevok Anchev, a Baalist who almost brought Baldur's Gate to ruin a century ago. Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ series này. Like và comment bên dưới để giúp video của Thiện có nhiều tương tác hơn. Thậm chí là thả một cái emoji bạn thích nhất dù đấy cũng được. Tham gia Discord của mình để cùng chơi D&D, các game nhập vai Tabletop cũng như là Baldur's Gate 3. Link trên màn hình và dưới bình luận. Đặc biệt cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã chung tay giúp Thiện xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Chào mừng mọi người đã trở lại với Thiện chơi Baldur's Gate 3. Tiếp tục làm anh hùng nhân dân Wyll, Raven Guard, lưỡi kiếm tiền tuyến. Zahira, Boo is trying his best to explain, but I still do not understand your anger. Do not hide behind your hamster, Ranger. You do not understand because you do not listen. We were the first to discover the cult, and if you had only waited, we might have marshaled our numbers and... Good does not wait for evil to button up its breeches. When it offers buttocks for the smacking, Minsk and Boo greet cheek with hand. Tôi nào? Chuyện gì vậy? I would like to see if a lesson has been learned. This mess falls on our heads, Minsk. The city under siege, its people poisoned by the cult. It all might have been avoided if you had just put your feelings aside and listened. Cái này câu này nghĩa là gì? Từ từ, mình cũng chưa hiểu ý lắm. You are the only one Minsk listens to, remember? All the trail would have ended there. Speaking of fear, does mean to know you were ready to kill the emperor for him? Cái này đâu phải là intimidation nhỉ? You're the only one Mince listens to, remember? You mean the doppelgangers? It is no comfort to me that my face made this fool all the easier to lead. The point remains. You meant well, Minsk. But you exposed the city to harm. You helped the cult spread. And worse, perhaps, than any of this. You forced me to leave you behind. But this is where Minsk falls short of the understanding, Jahira. What else is a berserker for, if not to charge into danger ahead of his Wiklaren? Wiklaren? Minsk, I am not your witch. You are not my bodyguard. This is not some high lodge of your homeland. Boo agrees. You're a queer kind of witch. But this city is a queer place. And Minsk, you may have noticed, is sometimes strange himself. The titles matter not. Only this. When Minsk does as Minsk does, and charges in to make a mess, Jahira does as Jahira does, and finds a way to save us all anyway. Chúng ta cần người chạy lên, nhưng mà chúng ta cũng cần có kỷ luật. So you say you learn nothing. Well, at least you're getting to know him a little better. I am your friend, Ranger. I am not your witch. There will be no ointments or healing balms. Not even for Boo? You will grow to like Jahira's incense in time. Like chewing herbs and soap, yeah? Gale. Quite ready for you. Do your thing, magic man. I like your funny words, magic man. Consuming radiance. The one. He must cleanse
whatever is, Faerun's impotent godlings have failed to staunch. And how do you propose we do that? You've got on you. And I'll give you 3 ounces. You just said... You don't want none of this. Trust me. Hey, it's Damon. Let's say hi. All right. Damon. Damon! Forge of the Nine. Karlach, you're looking well. Would be a lot better if you'd find a way to fix this engine, Damon. I haven't stopped trying, but all roads lead to a dead end. Sorry, I didn't mean... Never mind. Glad you're all right in any case. Nice forge you've got here. Best I've had in years. Mistress of the house lets me operate from here for a fair price. I'd be lying if I said I wasn't happy. Hmm. Good. Someone should be. Anh có rèn rũa được gì hơn không? Certainly. Cộng 2 và attack for damage với weapon. Freedom, movement and long strider. Resistance và blade ward. Ha! 13.000. Đây. Và tất cả đồ mình đã bán cho anh ấy. Shout if you need anything else. Graveyard. You're not allowed to play here. It's hey, not my folks are buried here. I'd love to pay them a visit. This is where they like to hide. But it's not oh. Here lie Pluck and Karlach Cliffgate. Karlach. My parents. Hi, Mum. Hi, Dad. Sorry I haven't visited. I've been away. But I'm back now, and I brought friends. I miss you so much. But I'm happy and getting up to some really important shit. Maybe you can see for yourselves. I don't know. You're with me here. Anyway. Taters. Taters? Men, I love you in the Cliffgate household. I can't even remember how it started anymore. Lost family lore. There was a lot of silly nonsense in our house. My mates used to say we had our own personal language. I guess I'm the last remaining speaker. Mum used to say there was no such thing as death. That there was only change. Dad thought that was a load of woo. That gone meant gone unless you struck a deal with one of the gods. Said he had better things to do in life than beg favors off immortals. I'm not sure what I believe. Cơ thể chúng ta trở thành đất, nước, không khí. Chúng ta thay đổi. Và câu trả lời đấy mang phần thực tế quá mà chả mang ý nghĩa gì cho chúng ta cả. Thế nó là một cái thứ mystery. Tôi cũng không biết được. Something to look forward to. Bit morbid, but true all the same. Here lies Karlach Cliffgate, beloved wife and mother. Death's blessings upon you. I am Mortark's sire, devotee of Kelemvor. I pray you find comfort among the dead, as I do. To rid ourselves of the coils of flesh is a beautiful thing. They got the bad man, Mum, so we're safe now. You don't have to worry about me. I'll be okay. Struggle as we do. Flower, every color of the rainbow. Would Sarah like some flowers? They do a wonder at brightening up a grave. I bring fresh ones to my husband's every few days. So
Tôi xem hoa của bà. Awesome. Hi. Come back anytime. You won't find fresher. Brighten up a loved one's grave with a bouquet freshly cut. Here lies Pluck Cliffgate, beloved husband and father. Tìm Lae'zel nào. Lae'zel. Tại điên gây nhiều đam nhất. Và tài nhất tìm tôi. Ô đâu rồi? Ủa không vào được. Cửa đâu? Này. Ô, oh, có chìa khóa à? Very cool. Heading out. The shining squares. I am more comfortable on streets like this. A peek at the true face behind the mask. Yeah, another thing we have in common. We're two peas in a pod. I said a peek behind the city's mask, Astarion. Not a look up its skirts. What do you think of me? Hello there. Oh boy. Door has red text on it reading, all are awaited, all are embraced, none shall escape. Biểu tượng này là absolute, cần gì phải xem nữa. Hello. Ok. Ủa 20 cơ à? Well, ok. The reddish symbol is vile and repellent, but you're not sure where you've seen it before. Gale, đọc cho tôi kìa. Door with the red script remains locked. It may open only to a password. Hmm, Sicarius? Chắc là mình đã học được từ đấy ở đâu rồi. Đọc trong giấy tờ nào đó. Oh boy. Two steps at a time. Hachimu. Flaming fists this way. Flaming fists? Flaming fists? Huh? Shoot. Oh dear. Minsk nhặt. Life is simple, and so is Minsk. Where am I needed? Checking things out. Trước khi vào cửa ra đây, xem cái gì. Chest. Who says what? Hmm. Death Knight. Ooh la la. Death Knight. Death Knight. Ooh la la. Poison necrotic. Wisdom cộng 7.
thêm spell slot. Đánh 3 lần, parry, weapon attack thêm đam, phản kháng, shield bash, kháng phép. Chỉ đánh được từng thằng một thôi, không đánh được cả 3 thằng một lúc. Nhưng có vẻ bọn nó không lập tức hostile. Xem là bọn nó gì không. Present me well from gifts thine own, or I shall rend thy flesh from bone. Cái này nên khôn ngoan. Ta đã giết để đến đây. Đây là tay của những nạn nhân. Tay mình lấy của tên sát thủ kia. A grasping hand, an offering vile. Enter now the dread lord's trial. Oof. Keeping pace. Ba tên. Đóng cửa lại. Có khi đáng để nhét một cái arcane lock vào đây. Nếu mình đánh nhau trong này thì bọn kia không vào được. Nhét một cái arcane lock vào cái cửa đấy. Xem có gì phải đánh nhau trong này không. Wow, từ nhá. Sarevok. Đây là tên bà điều tra viên Davila đã nói. Cộng 10 và save. Exceptional blade. Extra attack. First blood. Indomitable. Không thể bị surprise. Permanently armed. No. Ở đây cũng có Echo of Sendai. Được. Cộng 2 3 1 10. Có thể kiểm soát bằng Whole Person. Không, từ nó là Undead nó. Human. Echo of Sendai. Bow Spawn Essence Sendai. Phải giết thằng kia trước. Giết đứa này thì thằng kia thêm giáp. Kháng rất nhiều các thể loại. Meta Magic Distance Spell. Sunlight Sensitivity. Ghost Undead. Turn Resistant. Đứa này lại không có Sunlight Sensitivity à? Không giết bọn này, giết bọn đằng sau trước. Turn resistant. Đây là lúc tốt để arcane lock vào cái cửa đây, để bọn ngoài không thể vào hỗ trợ được. The pride of the gate. The pride of the gate. You gaze upon murder's progeny, child. His most ill-trusted zealots. His faithful departed. Prodigal servants, each returns to do his bidding eternally. This man is known to all Baldurians, and his presence sparks dread in the pit of your stomach. Before you is Sarevok Anchev. A Baalist who almost brought Baldur's Gate to ruin a century ago. Davella was right. Not just an imitator, but Sarevok himself. This is the court of the Dread Lord's Tribunal. I
its custodian. Here come those who seek to transcend. Aspirants of his most profane order. The would-be unholy assassins of Bhaal. But these are not aspirants. You have brought traitors of Bhaal into our midst. As you stood a statue, Stone Lord, oh, a helpless ornament. Your city changed, warped, became ripe for the plucking. While you wriggled neath the city's soil like the worm that you are, it will be to kill you twice, Sarevok. The history they share may be long gone, but the threat of violence between them is as fresh as newly spilled blood. Neither party will let the other walk out of here alive. What purpose do you have in bringing this heretic to the court of Bhaal? Speak, or death will be your final word. Minsk, anh có muốn danh dự không? Hay để tôi? We have already smashed Sarevok's soul from his body once. Bu says it is your turn. And so the idiot ranger raises his weapon against Sarevok once more. Your hubris will be your undoing, as it was once mine. Only this time, you will fall. And Bhaal will have his offering by my hand. I will not tolerate impudence. This shall be his grave. Cửa có đang khóa không? Oh boy. The witching hour. Khóa lại. Close. Follow your battle cries, fiend, and wash them down with steel. Thằng này nhiều con save. Nên là khó stun nó. Double push. Charge, but charge quietly. Oh, quên bật cái này. Fine, that's fine. Mấy phí một quả đấm thôi. Key resonant. Punch. Punch tiếp. À, ok, được một lần thôi. Battle favors the fierce. Tập trung đánh thằng này. Nó là dam slashing đúng không? Thế để mình kháng dam slashing. Cần nốc thằng này nhanh nên bắn hai lần. Counter spell à? Counter tiếp đi. Có khi mình nên dùng I-Buy. Phép cao nhất các kiểu. Haste cần không. Mình có thể phá concentrate của đứa này không? Không anh xem mày được lúc này à? Counter đi. Ô, lại bị bug examine rồi. Yeah, it's fine. Spirit Guardian. Đấy, có gì khác phải nghĩ ở đây không? Planar Ally. Cambion. Deva. Finish Charm. Draining Kiss. Ray of Fire. Ruffle Smite. Cái này có phải concentrate không? Deva. Ruffle Smite. Khó nhỉ? Cộng mấy? Gõ đi. Úi giả được. Gọi vũ khí. Bước tạm lên đây rồi ạ. Úi giả, Sanctuary à. Mình không muốn gõ bọn này, tại vì gõ bọn này là thằng này thêm máu các kiểu. Nên gõ một cái đi.
bad reaction, nó không có counter spell. Slower. Đang có haste. Ai đang tập trung vào haste? Ok, yêu cần uống bình haste. Thứ nhất là haste for Wyll. Thứ hai là phá concentration. Ờ, dính được. Hold on. Okay, bị counter rồi. To glory or glorious death. Will cần phá concentration hồi này. I bite. Đến lúc rồi. Sleep. Immune to sleep. Oh, đứa này ngủ được. The hell? Tên này thì ngủ được. Banish. Không target undead được. Monster mà không target undead được à? Ngủ đi. Không sao, mình có thể làm lại được. Vậy thì nếu mình làm thế này, mình sẽ chuyển mục tiêu sang đánh bọn kia trước. Ok. I have missed this. The adventure, the danger, the kicking of butts. Creator, destroyer. Ra đây. Ok. Đánh đi. Ra đây quan trọng hơn. Spirit Guardian. Level 5. Oh my god. Haste. Quan trọng rồi. Spirit Guardian lại lần nữa. Level 5. Chỉ có một reaction một turn thôi. Vẫn đang frightened đúng không? Gõ. Wording Bond. Counter. Nhớ đứa này chết là cộng 6 AC thằng kia. Mình không muốn để nó chết, nhưng mà đánh được đứa mà có haste thì cũng tốt. Command, Grovel và Gale. Gale chắc không vấn đề đâu. Không. Giờ thì dùng. Ok. Ba tên này đều ở đây. Đáng ra không nên haste Wyll, tại vì có nhiều phép kiểm soát hơn. Thôi rồi, bây giờ bỏ haste Wyll mất lượt. Dùng cái này đi. 1, 2, 3, tiếp vào nữa 4, 5, 6. Bất haste, nice. Yeah, nó bất lượt. Mirror image. Làm nào để nó mất được concentration ta? Đứa nào có thể ngủ cho nó ngủ. Rồi bắn thằng này. Can we fight now? Who is not used to this taking of turns? Đấm một cái. See how my skull shines? It is so you might see the fear in your own eyes. Vẫn safe. Ok. Hết à? Thôi nha bạn, thôi đi. Mất
What spirit guardian, huh? Why? Oh, Jesus. But like... On level 4 now. Mirror image. Kill Min's guy. Đánh sợ lại. Gõ. Ok. Grovel và Mins không cả. Đằng nào ông đang bị slow. Gale hết sử slot luôn ạ. Đây. Đến gần đánh luôn, sợ gì. Phát nữa. Gale DPS, let's go. Forever dauntless. Bắn. Bắn tiếp. Súng máy, let's go. Haste, bye bye. Bạn cố quá. Phát nữa. Tiếc gì. Tiếc gì spell slot. Rồi. Hết Frighten, gõ lại Frighten. Gõ. Rồi, các bạn này xử lý thôi. Easy. Bravo cho. Bạn nào muốn nằm trước nào? Chắn nhau à. Very cool. Súng máy Wyll, let's go. Đây rồi. The hero at heart. Easy clap, easy clap. Nhưng mà chắc là không ra đánh được bọn ngoài kia đâu. Nghĩa là để cẩn thận thì and sleeps in my boot. Cần cái short rest thôi nhỉ. Boo. Hai đi sáu, còn một đi bốn. Chúng hồi máu. Dark vision. Không thể bị sợ. Amulet ở bao. Orange nether stone. Blot the skull to pass the door. Follow the trail of murder to the bao temple door. Ba chị em undead. Nằm rồi à? Mất xác luôn à? Đây có cầu thang, đây có cửa đúng không? Keyhole. Oi, citizen, get me out of here. Valeria. Ever onward. Có nghĩa đây là Valeria thật không? Ok, từ từ, nhìn xung quanh nữa. Xem đây có phải bẫy không. Have you no ears? Or are you just thick? Free me! Ờ, phải xem ông có thật không đã. Have you met my... Release me, you ingrate! Well, cái bản tính của ông này thì có vẻ là vẫn thế rồi. They're supposed to be locked up, not me. Get me out! Citizen, thank the gods you're here. My wrinkles are starting to chafe. As an officer of the law, I demand you free me at once. Chain.
Justice, truth, and the virtuous boot. Get here and free! Thanks for freeing me so quickly. No idea what those Baalist Berks had planned with me, but those chains were starting to chafe. Though I do wish you'd figured this all out before I... put the blame for Father Lorgan's murder on that poor refugee. Well, at least it's over now. Tôi hy vọng là bây giờ ông làm việc cẩn thận hơn sau ông bị vào đây. After our chat at Charest's caress, I thought it best to polish off the bottle I'd started. I started coming over all woozy. My joints stiffened up quicker than a brothel browser's loins. Paralyzed. My vision went black. When I woke up, I was in chains. Overall, a terrible ordeal. One deserving of a drink. I bid you good day, but it's been royally shite all round. Ông chắc là chúng ta xong chưa? You might not be finished. I am. It's plain to see that I'm well out of my depth here. But you, well, you gave these reprobates a proper seeing to. You clearly have what I don't. Courage, insight, heroism. Nghe như những lời xào rỗng. I overheard these pigs talking. There's a Bhaal temple deep within the old undercity that the cult is using. A century ago, it was destroyed by a group of heroic sorts. Let's hope history repeats itself, eh? Những việc này sẽ đỡ xảy ra hơn nếu như ông làm việc của mình. Where Minsk plants his boot, goodness grows. Bruh. A hero at heart. Chúng ta tìm back cái ghế này cái nào. Yes sir. Yes sir. Alright, let's go. Không đi ra cửa kia nữa, đi ra cửa này là ăn hành đó. Có ai đang này không? Mình cầm hộ đi. Boo watches. Oh, trận vừa rồi mà có mấy cái tên này thì tốt nhỉ. The hunter stalks his prey. The hamster waits for the fun to start. Shadowheart. My faith will guide me. Nói chuyện. The corpse remains silent. À, vậy là phải chui ra đường mình vào rồi. Chui ra đường đấy thì phải lên level nữa nào. Life Drinker. Đòn đánh cận chiến thêm Dam Necrotic bằng Charisma. Ok. Vẫn không thể bằng súng máy được. Oh, Armor of Shadow. Thế Armor of Shadow có thể hoạt động ở đây? Được, 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 duyệt. Wyll thành hệ súng máy. Bật giáp vào người. Ồ, nhưng mà nếu mình dùng cái kiếm Duelist gì đó, một đòn đánh có thể là D8 cộng D4, xong rồi đánh bằng bonus action được nữa, thì là 3 đòn. À, dạ, commit vào hệ súng máy sẽ hiệu quả hơn một tí, nhưng mà chúng ta commit vào hệ cây kiếm tiền tuyến. Cho cái playthrough này, Life Drinker, hệ cây kiếm tiền tuyến, let's go. Có một vấn đề nhỏ của hệ cây kiếm tiền tuyến là concentrate vào phép sẽ hơi khó. Let's go. Không cần gì thêm nữa. Nhìn cái số 20 vẫn sướng. Gale. Thử nhìn cái combat vừa rồi nhá. Combat vừa rồi counter spell ngốn hết slot level 3. Slot level cao mình chưa dùng mấy. Slot level 2 mình dùng cho cái gì ấy nhỉ? Slot level 2 dùng cho mirror image, khóa cửa. Slot level 1 khi nào mà phải tanh thì sẽ cần dùng shield nhiều. Mình nghĩ bộ phép của Gale bây giờ khá ổn rồi ấy. Nếu mà thêm thì có thể thêm cái này. Mình nên lấy phép nào để cho trường hợp khác dùng. Phép nào dùng ngoài combat được. Hai là tele, nhưng tele này chủ yếu là dùng ngoài combat nếu cần. Thêm intel. Bọn bên ngoài là undead hay gì nhỉ? Rồi short rest. Oh, lovely little pick me up. Unnoticed. Good. Hmm.
Ồ, bọn này chết rồi. Ui rồi, thế mà cứ lo. Ok. Lo đứng ngồi không yên ạ. I am so very stealthy. Minsk takes orders from only one tiny beast, and he is much cuter than a worm. Black God's Blade, advantage for wish save. Key to the murder tribunal. Disadvantage for save để kháng phép fear. Two steps at a time. Về trại. Astarion lên level. Cần thay đổi phép gì không? Astarion lấy Daylight à? Để đánh với hội Vampire. Maybe. Ok. Đấy là lợi thế của Astarion, nghe cũng phù hợp đấy nhỉ. Để bỏ Lesser Restoration, lấy Daylight. Dexterity đau hơn, trúng nhiều hơn. Lẻ một điểm nhỉ? Rất lẻ một điểm thế cũng không làm thế nào được. Nhưng mà đằng nào mình cũng cần. Đang nói lẻ một điểm tại vì mình lấy Resilient Constitution. Không phải Resilience, Wisdom. Khá là cái yếu cái đấy. Nếu mà bị kiểm soát là cả cái cục máu và cả cái cục đam đấy không thể làm gì được. Whole Person, rồi Command, rồi Fear các kiểu. Cái này là cần thiết. Resilient Con rồi. Tiếp tục cứu Lae'zel. Temple của Bhaal. Unholy Assassin. Orin sẽ đợi ở đây. Valeria. À, thêm Valeria nữa à. Và ta và City Watch sẽ giúp confront Orin. Oh boy. Confront Orin. Let's see. Ever onward. Who says? What? Stand aside, evil! Legend coming through! Treasure ở ngay đấy. Trâu nhiều người bẫy. Vừa nói xong. Crawling Claw. 5 máu. Level 8 Mummy. Sợ lửa. I think we have given offense. Ba con mummy. Very cool. Ủa, tại sao lại ăn đam? Chihira sao lại nhận 44 đam ở đây? Spell rot necrotic. Unless you are undead, each time you cast a spell, you receive 3-18 necrodam per spell slot. Disadvantage vào tất cả save. I see. On the victor's path. Ăn con này.
Very nice. By your command. Butt kicking for goodness. Butt kicking for goodness. Double. Steel spell or sweaty embrace. Minsk has you now. Key resonate punch. Key resonate punch. Oh, đập nhầm người rồi. Ok, fine. Không dùng phép thì bắn tới. Phải đi buff đấy khó nhỉ. Oh, zoom in. Chậm quá. Đi qua là chết. Oh boy. Chắc đồ hớt mà không dùng được phép nhỉ. À, tơ đơn đét được. Tơn. Brighton. Gõ thường thôi. Red in tooth and claw. Không dùng phép được thì hóa thú. Albert. Chịu khó nhận tí đam. Đẩy bộ này ngược lại vào lửa nữa. Ủa không nhận đam à? À, phép level 0, cantrip thì không bị. Right? Yep. Nice. Boo! Cut! Spirit Guardian. Khó. Oh boy, mất ngay concentration. Không ổn rồi. Không nên làm gì cả. Không nên làm gì cả. Phải lùi lại đi. Đẩy nó ngược lại vào. Ô, không đẩy được. Đó, đẩy. Vào lửa. Phát nữa. The blade will not bend. Đẩy thằng này ngược lại vào. Cắn. Ooh, boo, let's go. Shadowheart không làm được gì, đi trốn đi, không ổn. Shadowheart không thích hợp để đánh chỗ này. What must be done? Ra tường lửa. Oh, bear from the top rope. Cào tiếp. Phát nữa. Ô
Bỏ tiếp. Defender of the people. Vẫn bị spell rot. Life is simple, and so is Minsk. I shall ascend with him. Immortality practical. You point, I poke. Hình như đây không phải là chỗ của bọn Bhaal nhỉ? Right? No? Yes? That might be worth a look. Ủa? Sao Shadowheart mắt đỏ? Shadowheart bị gì? Spell Rot. Trading Twilight. Ủa? Mọi người đều mắt đỏ? Dollar. A death makes you alive, Major. Necromancers love that sort of thing. Something necromantic in this jar. Or spoiled milk. Potion bottle. Cho nó hết nói chuyện với người chết nào. Hình như lại vừa ăn đam. Ai giết ngươi? Carrion. Ai? Mystic Carrion. Medium Monster Liar. Carrion này đã nói lời nói dối gì? Promise better life given only death. Carrion đã làm gì cho ngươi? Hollow empty alive was still alive. Tại sao hắn không giết ngươi ngay? A ritual jars hidden in flesh. I failed. Died too quickly. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Lại bắt tay báo. Keeping pace. Vẫn bị spell rot cơ. Anh sáng lên nào. Sáng thì cantrip sẽ không vấn đề gì đúng không? Defender of the people. Lever. And I'm off. Chào thanh niên. The penitent looks at you silently. Vậy có vẻ nhầm rồi, đây không phải chỗ của Bhaal. Vậy đây à? Trong kia. Đấy. Shadowheart chắc không đi được nữa rồi. Cho một cái phép cho mọi người hồi máu. Vẫn spell rot à? Curse đến bao giờ đây? Cần hóa giải curse mọi người. Hóa giải curse khéo lại cũng ăn đam trước khi hóa giải kịp. Sharp as ever. Ok. Vậy là giải được curse và ăn đam. Giải curse cho Jahira. Giải curse cho Will. Minsk thì không cần giải curse tại vì không có spell gì. Ray of Healing. Phát nữa. Rồi Shadowheart về nhà. Chịu rồi. Hết sạch mọi thứ trong ngày. I wasn't expecting it. If you're sure,
As you like. The Astarion Dinner. Tập này sẽ dừng lại tại đây. Tập sau, chúng ta cùng confront Oren the Red. Ooh la la, combat căng lắm. Like và comment bên dưới khoảnh khắc bạn thích nhất trong tập này. Và subscribe không lỡ các tập tiếp theo nha.